Bóp bóp bóp. Nguyên liệu mà các bạn cần nên có đó là bột mì cao cấp nhé, hoa ngọc lan và cái là đường đỏ đó các bạn ạ. Đấy, cái khâu cho bánh trứng tan chảy mình rất là hồi hộp. Để mình sẽ chọn từ từ các bạn ạ, không là mình sợ là nó bắn đây là cảnh thôi, tắt quay nhau là sừng sợ lắm. Bật lửa bé thôi nhá, để cho nó chín dần. Uống nốt nha. Thế rồi. Wow. Wow. Thành công rồi mới. Cái bánh này là còn thừa một mì mình làm nốt các bạn ạ. Nó cũng rất là ngon, không đoán được là nó ngon đến thế. Mình ăn rồi này. Đấy.